Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta sang chuyên đề thứ ba, đó là đồ thị của hàm số chứa trị tuyệt đối. Đây cũng là một trong những vấn đề, như một trong những chủ đề mà chúng ta thường gặp trong các cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục. Chúng ta qua cái đồ thị chứa hàm trị tuyệt đối này, chúng ta sẽ học thêm một số những cái cách thức biến đổi đồ thị mà chúng ta đáng phải quan tâm. Chúng ta xem ví dụ thứ nhất. Giả thiết cho chúng ta biết hàm số fx là hàm số bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Thế thì hàm số y bằng trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối của x có bao nhiêu điểm cực trị? Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ đồ thị như sau. Trước tiên chúng ta vẽ đồ thị của hàm y bằng f trị tuyệt đối x. Thế chúng ta thấy rằng đây là một hàm số chẵn, do vậy mà nó nhận trục tung làm trục đối xứng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng bên phải của trục OI, chúng ta giữ nguyên đồ thị và chúng ta bỏ đi cái phần bên trái của trục OI. Đây, chúng ta bỏ. Và sau đó thì chúng ta lấy cái phần giữ nguyên đó đối xứng qua trục OI thì chúng ta có được hình ảnh của đồ thị của hàm Y bằng F của trị tuyệt đối X. Thế rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục vẽ tiếp đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối x. Thế thì hàm số này của chúng ta nhận thấy như sau, cách vẽ như sau. Cái phần phía trên trục hoành, phần phía trên trục hoành của chúng ta được giữ nguyên. Sau đó cái phần phía dưới trục hoành này đây chúng ta bỏ và chúng ta lấy cái phần phía dưới trục hoành này chúng ta đối xứng với nhau qua trục OX. Thế thì chúng ta phải làm như sau, chúng ta cái phần nào bên dưới OX chúng ta bỏ đi. Và chúng ta lấy cái phần vừa mới bỏ đó đối xứng qua trục OX thì chúng ta có được hình ảnh như vừa mới vẽ. Tương tự như vậy, phần phía dưới OX chúng ta bỏ và chúng ta lấy đối xứng qua trục OX cái phần bỏ đó. Thế thì đây là đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối x. Để bài hỏi chúng ta vậy hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? Thế thì đồ thị có bao nhiêu điểm cực trị thì hàm số tương ứng có bấy nhiêu điểm cực trị. Chúng ta thử cùng với nhau đếm đồ thị này có bao nhiêu cực trị nhé. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm. Vậy đồ thị có 7 điểm cực trị tương ứng với hàm số đã cho có 7 cực trị. Đó. Như vậy thì thông thường chúng ta thấy qua cái ví dụ 1, chúng ta thường có hai cái loại toán, hai bài toán có dấu trị tuyệt đối, đó là y bằng f trị tuyệt đối x hoặc bài toán thứ hai là y bằng trị tuyệt đối của fx. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ hai. Giả thiết vẫn tiếp tục cho fx là đồ là hàm số bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Để bài đặt vấn đề với chúng ta là vậy thì cái phương trình trị tuyệt đối của fx trừ 7 cộng cho 20 bằng 18 có tất cả bao nhiêu nghiệm? Thế thì ở đầu bài thầy có nói rằng là nhân tiện qua cái hàm số chứa trị tuyệt đối chúng ta sẽ xem thử một số những cái phép biến đổi tịnh tiến đồ thị ra sao. Thế thì ở đây qua ví dụ này thầy không có nhắc cái kiến thức tổng quát, nhưng qua ví dụ này chúng ta sẽ theo dõi. Để mà biến đổi đồ thị như thế này thì thay vì chúng ta dựa vào đồ thị thì thường chúng ta nên đưa nó vào cái bảng biến thiên. Dựa vào đồ thị chúng ta lập cho hàm số của chúng ta một cái bảng biến thiên, hàng trên là x và hàng dưới là fx. Thế thì chúng ta nhận ra được rằng hàm số của chúng ta đạt cực trị tại x bằng trừ 1
và hàm số đạt cực trị là x bằng 1. Cụ thể cực đại là x bằng trừ 1 và cực tiểu là x bằng 1. Như vậy x của chúng ta mang hai giá trị trừ 1 và 1. Và chúng ta dựa vào đồ thị thì chúng ta thấy đồ thị của chúng ta đi lên trong cái khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1, có nghĩa là hàm số của chúng ta đồng biến, nó tăng từ trừ 1 cho đến 1. Giá trị hàm số ngay tại x bằng trừ 1 bằng 1. Tiếp tục khi đó nó giảm xuống đến giá trị bằng trừ 3. Rồi sau đó lại tiếp tục tăng đến cộng vô cực. Đây là cái hình ảnh, đây là cái mô phỏng cái bảng biến thiên qua cái đồ thị chúng ta có được như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng hàm một. Chúng ta có được hàm y bằng f của x trừ 7. Chúng ta xem thử đối với hàm số này thì cái bảng biến thiên của nó ra sao. Bây giờ chúng ta đã thoát ly ra khỏi cái đồ thị rồi, chúng ta chỉ cần nhìn vô cái bảng biến thiên thôi. Thế thì y bằng f của x trừ 7 có nghĩa là chúng ta rời sang bên phải 7 đơn vị. Ở đây chúng ta lưu ý với nhau, nếu ở dấu trừ thì chúng ta rời sang phải, còn nếu là dấu cộng thì chúng ta sẽ rời sang trái. Nếu chúng ta rời sang phải 7 đơn vị có nghĩa là giá trị của x này chúng ta phải cộng thêm cho 7. Như vậy thì trừ 1 cộng cho 7 chúng ta được bao nhiêu? 6. Rồi 1 cộng cho 7 chúng ta được bao nhiêu? 8. Đó là bảng biến thiên cho hàm số y bằng f của x trừ 7. Rồi bây giờ chúng ta xét tiếp đồ bảng biến thiên của hàm số y bằng f của x trừ 7 cộng cho 20 để phù hợp với đề bài. Thế thì ở đây cũng cần nhắc lại, nếu mà cộng cho 20 thì có nghĩa đây dấu cộng thì có nghĩa là ta sẽ rời lên 20 đơn vị, còn nếu đây là dấu trừ thì ta sẽ rời xuống 20 đơn vị. Như vậy thì rời lên hoặc rời xuống nó làm thay đổi cái giá trị của hàm số, tức là thay đổi cái giá trị y. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cộng 20 nghĩa là ta rời lên. Ta rời lên nghĩa là ta phải cộng cái giá trị của y cho 20. Vậy thì số 1 chúng ta cộng cho 20 thì chúng ta được 21. Trừ 3 ta cộng cho 20 ta được bao nhiêu? 17. Đó. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục lập cho cái hàm số y bằng trị tuyệt đối fx trừ 7 cộng 20 một cái bảng biến thiên nữa. Như vậy thì trị tuyệt đối của fx có nghĩa là bên phần bên trên ox chúng ta giữ nguyên, còn phần bên dưới thì chúng ta lấy đối xứng qua trục ox. Chúng ta thấy số 17 là số dương. Như vậy thì trục ox của chúng ta nó phải nằm ở dưới con số 17. Và cái phần phía dưới trục ox này đây chúng ta bỏ đi, và chúng ta lấy đối xứng cái phần bỏ đó qua trục ox thì chúng ta có được cái bảng biến thiên của cái hàm số y bằng trị tuyệt đối f của x trừ 7 cộng 20. Rồi tiếp tục chúng ta muốn biết phương trình này của chúng ta có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta sẽ vẽ thêm cái đường thẳng ngang y bằng 18, 17, 21. Như vậy thì y bằng 18 nó nằm ở giữa giữa cái chỗ 17 và 21. Quan sát thì chúng ta thấy cái đường thẳng y bằng 18 nó cắt đồ thị của chúng ta tại 4 điểm 1, 2, 3, 4. Nghĩa là phương trình đã cho chúng ta có tổng cộng là 4 nghiệm. Như vậy thì ở đây xin nhắc lại một lần nữa. Nếu ta có được y bằng f của x dấu trừ thì ta rời sang phải, còn nếu dấu cộng thì ta rời sang trái một cái hằng số A nào đó, một hằng số A đơn vị nào đó. Còn ở đây, nếu mà ta cộng 20 thì ta rời lên, còn dấu trừ thì ta rời xuống. Đó là cái phép tịnh tiến đồ thị mà chúng ta cần thiết và nhớ. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ 3. Cũng cho hàm số fx là bậc 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn trừ 10, 10 để hàm số y bằng trị tuyệt đối fx cộng m có 3 cực trị? Một cách tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển cái hình dáng đồ thị của chúng ta theo bằng cái bảng biến thiên như sau. Thế thì hàm số của chúng ta nhận ra được, hồi nãy thì chúng ta thấy đồ thị cho rất rõ cực đại, giá trị cực đại, điểm cực đại và điểm cực tiểu. Thế còn đối với đồ thị mà đề bài cho sẵn chúng ta ở đây không thấy có, thì chúng ta sẽ tự mình đặt cho nó. Vậy thì ở đây ta giả sử rằng hàm số đạt cực đại tại x bằng a và hàm số đặt cực tiểu tại x bằng b. Do vậy thì hàng ở trên chúng ta có hai giá trị, đó là a và b. Căn cứ vào hình ảnh của đồ thị thì đồ thị chúng ta đồng biến trong cái khoảng từ trừ vô cực đến a, nghĩa là fx của chúng ta có chiều mũi tên đi lên cho đến giá trị của nó là 1, sau đó nó lại giảm xuống đến giá trị của nó là trừ 3, và cuối cùng thì nó tăng đến cộng vô cực. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tiếp.
Thế vậy thì ở đây chúng ta xét hàm số sau đây, y bằng fx cộng m. Như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ dời lên hoặc dời xuống tùy theo cái giá trị m âm hay dương. Thế thì ở đây m âm hay dương chưa biết, nhưng mà đây là dấu cộng. Do vậy ta cứ cộng cho cái hàng phía dưới của giá trị của y một cái lượng là cộng m. Như vậy ở đây chúng ta có được 1 cộng m, ở đây ta có được trừ 3 cộng m. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp bảng biến thiên của hàm số y bằng trị tuyệt đối fx cộng m. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta nhận ra được rằng trừ 3 cộng m và 1 cộng m mà không biết âm hay dương. Do vậy cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa xác định được trục Ox nó nằm ở đâu trong cái bảng biến thiên này của chúng ta. Thế thì ở đây có một cái điểm mà chúng ta cần nhận xét sau đây. Đề bài yêu cầu chúng ta cần phải có 3 điểm cực trị. Và đối nếu mà ta dừng lại cái hàm số y bằng fx cộng m mà như cái hình vẽ của chúng ta thấy, thì chúng ta thấy rằng đồ thị của chúng ta nó có 2 điểm cực trị, 1, 2, đây là cực đại, đây là cực tiểu. Vậy thì có 3 điểm cực trị thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ ép phải có thêm một cực trị nữa. Muốn vậy thì trục hoành của chúng ta nó phải cắt đồ thị tại thêm 1 điểm nữa. 1 cộng với 2 cực trị thay thành 3 điểm cực trị. Và có những cái vị trí nó cần phải tiếp xúc cũng được. Như vậy thì chúng ta xem, muốn cắt nhau, muốn trục hoành cắt đồ thị tại đúng 1 điểm thì trục hoành của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này. Thì chúng ta sẽ thấy ngay, khi đó thì đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối fx cộng m mà lập tức có 3 cực trị ngay. Chúng ta quan sát thử nhé. Phần phía dưới trục hoành chúng ta bỏ rồi, phần phía trên chúng ta lấy đối xứng. Và quả thực chúng ta đếm ở đây là 1, 2, 3. Rõ ràng hàm số đã cho chúng ta có 3 điểm cực trị. Mà nếu trục hoành nằm ở vị trí này thì chúng ta phải có trừ 3 cộng m phải lớn, nằm phía trên trục hoành thì đương nhiên nó phải lớn hơn không. Thế giờ sẽ xem thử dấu bằng không có được hay không. Bằng cách chúng ta rời trục hoành lên ngay cái số trừ 3 cộng m thì chúng ta vẫn thấy được rằng đồ thị của chúng ta, hàm số của chúng ta có 3 cực trị. Như vậy ở đây chúng ta có dấu bằng. Chúng ta giải ra chúng ta có được m lớn hơn hay bằng 3. Còn vị trí nào để cắt tại đúng 1 điểm nữa không? Bộ phần này đi nhé. Bây giờ thử xem coi, nếu mà không phải cắt tại 1 điểm mà nó cắt tại nhiều hơn 1 điểm, xem coi hàm số của chúng ta có thể có 3 điểm cực trị được hay không. Ví dụ trục hoành bây giờ nó nằm ngang ở đây, nghĩa là nó cắt đồ thị tại 3 điểm này, 1, 2, 3. Nếu cắt đồ thị tại 3 điểm như thế này cộng với 2 điểm cực trị nữa, chắc chắn hàm số của chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 điểm cực trị. Nó không phù hợp với đề bài, đề bài chỉ yêu cầu 3. Quả thực như vậy, chúng ta theo dõi. Phần phía dưới trục hoành chúng ta lấy đối xứng lên. Phần phía dưới trục hoành chúng ta lấy đối xứng lên. Đối xứng qua trục hoành đó. Quả thực thì chúng ta đếm thử cùng với nhau. 1, 2, 3, 4, 5 cực trị. Thấy không nào? Như vậy, vừa ban đầu hàm số có sẵn 2 cực trị rồi. Mà nếu trục hoành cắt đồ thị thêm tại 3 điểm nữa thì 2 cộng 3 sẽ là 5 cực trị. Và chúng ta nhớ cái nhận xét đó. Như vậy thì ở vị trí này không được rồi. Chúng ta bôi nhé. Vậy để nó cắt đồ thị Ox đã cắt đồ thị tại 1 điểm thì nó nằm ở vị trí này. Như vậy thì ta sẽ có thêm 1 cộng m mà đưa lên đây. Chúng ta đã nhận xét thấy đúng quả thực có 3 cực trị nào. 1, 2, 3. Như vậy thì nếu trục hoành nằm ở vị trí này thì ta sẽ có được 1 cộng m của chúng ta bé hơn hay bằng 0. Chúng ta thấy trục hoành nằm ngay cái số 1 cộng m cũng được. Mà từ đây chúng ta giải ra chúng ta có được m nhỏ hơn hay bằng trừ 1. À, như vậy thì họ để bài yêu cầu đếm cái số giá trị nguyên thuộc cái đoạn từ trừ 10 đến 10 với điều kiện m lớn bằng 3 hoặc là m nhỏ hơn bằng trừ 1. Và cái việc mà đếm giá trị nguyên thì nó không còn khó nữa. Chúng ta có được tổng cộng 18 giá trị nguyên tất cả. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.
Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Bây giờ chúng ta xem tiếp đến ví dụ thứ tư. Cũng là một hàm số bậc ba. Đề bài cũng yêu cầu tìm cái giá trị nguyên, có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc cái đoạn trừ 10. Để cho hàm số trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối x cộng m mà có 7 điểm cực trị. Chúng ta cũng chuyển từ đồ thị của chúng ta sang bảng biến thiên. Thế thì ở đây chúng ta thấy đề bài cho cũng tường minh, đó là hàm số đạt cực trị tại 2 điểm x bằng 1 và x bằng 2. Do đó mà x của chúng ta mang hai giá trị 1 và 2. Nhưng ở đây chúng ta cần lưu ý với nhau để vẽ được cái đồ thị của hàm, những cái hàm liên quan đến đề bài cho, chúng ta cần có cái số 0 để nó tượng trưng cho cái trục tung. Thì ở đây đề bài cho rất rõ, khi x bằng 0 thì y bằng trừ 5, cho nên trong cái bảng biến thiên này chúng ta thêm số 0 vào đó nữa. Vậy thì hàm số của chúng ta sẽ đồng biến trên cái khoảng từ trừ vô cực đến 0, và y lúc đó nó di chuyển từ trừ vô cực đến con giá trị trừ 5 đó, tức là fx của chúng ta nó biến thiên từ trừ vô cực đến con số trừ 5. Rồi từ trừ 5 này tiếp tục đồng biến lên nữa ngay tại giá trị y bằng 0. Đúng không nào? Rồi bắt đầu nó giảm xuống đến con số trừ 1. Rồi nó lại tăng tiếp đến cộng vô cực. Thế bây giờ để vẽ được cái bảng biến thiên của cái hàm đề bài cho thì chúng ta sẽ làm tương tự những hàm sau đây. Trước hết chúng ta sẽ xét cái bảng biến thiên của hàm y bằng f trị tuyệt đối x. Có nghĩa là bên phải trục OI chúng ta giữ nguyên và bỏ phần bên trái, lấy phần giữ nguyên đối xứng vào OI. Ở đây là x bằng 0, tức là tượng trưng cho cái trục tung của chúng ta. Và giữ lại cái phần bên phải, còn phần bên trái chúng ta bỏ hết. Rồi sau đó chúng ta lấy cái phần giữ nguyên này đối xứng qua trục OI thì chúng ta có được cái chiều biến thiên ở bên trái của hàm số như là chúng ta đang thấy trên màn hình. Chúng ta đã thực hiện xong bảng biến thiên của hàm số y bằng f trị tuyệt đối x. Tiếp đó chúng ta lập bảng biến thiên cho hàm số y bằng f của trị tuyệt đối x cộng m. Nghĩa là chúng ta thêm giá trị của y thêm một cái lượng là cộng m. Như vậy thì trừ 1 cộng thêm cho m nữa, tức là trừ 1 cộng m. Đúng không nào? Số 0 cộng cho m, tức là nó ra được là m. Tương tự như vậy, trừ 5 cộng m, không bỏ đi m trừ 1 cộng m. Bảng biến thiên của hàm số y bằng trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối x cộng m. Thế thì bây giờ trị tuyệt đối này, tức là phần phía trên trục hoành của chúng ta được giữ nguyên, rồi phía dưới của chúng ta bỏ đi. Thế thì vừa rồi chúng ta có cái nhận xét của cái ví dụ số 3. Hàm số của chúng ta yêu cầu phải có 7 điểm cực trị, mà bản thân của nó hiện tại bây giờ chúng ta xem có bao nhiêu điểm cực trị rồi nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì chỉ cần trục hoành cắt đồ thị của chúng ta thêm tại 2 điểm nữa thôi. Vậy thì cái trục hoành nó sẽ phải nằm ở vị trí này để cắt tại 1 điểm chỗ này, 2 điểm chỗ này, cộng với lại 5 điểm cực trị vừa rồi chúng ta đếm thì thành được là 7 điểm cực trị.
Quả thực như vậy, chúng ta thử phần phía dưới trục hoành chúng ta lấy đối xứng lên. Phần phía dưới trục hoành nhỏ xíu chỗ này chúng ta lấy đối xứng lên trục hoành. Thì chúng ta đếm thử với nhau xem có quả thực 7 điểm vực trị không nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thỏa yêu cầu bài toán. Mà nếu trục hoành nằm ở vị trí này thì chúng ta thấy rằng cái giá trị trừ 5 cộng m của chúng ta phải bé hơn hẳn không? Và chúng ta thử xem tại sao nó không bằng không được, cũng không khó lắm. Bởi vì bằng không như vậy thì nó nằm ngang ở đây, như vậy thì hàm số của chúng ta chỉ có 5 cực trị thôi. Và điểm thứ hai nữa là cái giá trị trừ 1 cộng m này nó phải lớn hơn hay bằng không được. Và từ đây chúng ta giải ra, chúng ta có được điều kiện của m là đi trong cái đoạn từ 1 đến 5. Rồi bây giờ chúng ta xem còn vị trí nào để trục hoành cắt đồ thị tại hai điểm nữa không? Thì chúng ta thấy còn vị trí ở phía trên. Nếu Ox của chúng ta nằm ở vị trí ở phía trên thì điểm M này của chúng ta, giá trị của đây, chúng ta đếm nha, chúng ta thử tiến lên để chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta đếm nó có 7 cực trị ngay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và với giá trị vị trí của Ox nằm ở đây thì chúng ta có được M nhỏ hơn không? Và chúng ta đếm xem có bao nhiêu giá trị nguyên thỏa hai cái điều kiện đó. Một trong hai điều kiện đó thì chúng ta đếm, chúng ta thấy có 14 giá trị nguyên tất cả. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Bây giờ chúng ta xem tiếp ví dụ số 5. Cũng là một hàm số bậc 3. Vậy thì cái phương trình trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối fx trừ cho trị tuyệt đối fx bằng 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm? Thế thì ở đây chúng ta để ý với nhau một chuyện, đó là có cùng một cái ẩn phụ, đó là trị tuyệt đối của fx. Do vậy mà chúng ta nghĩ đến chuyện đặt ẩn số phụ, đặt t bằng trị tuyệt đối của fx. Và chúng ta lưu ý với nhau rằng tối thiểu cái t này của chúng ta phải lớn hơn hay bằng 0. Bởi vì ở đây là trị tuyệt đối của fx. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng phương trình của chúng ta sẽ trở thành cái gì? Trị tuyệt đối của ft trừ t bằng 0. Cái trừ t này ta chuyển sang phải thì ta có được cái phương trình thu được như sau. Đó là trị tuyệt đối của ft bằng t từ cái phương trình ban đầu trở thành như vậy, với t bằng trị tuyệt đối fx. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ đồ thị của hàm trị tuyệt đối fx như sau. Phía trên trục hoành của chúng ta giữ nguyên, còn phía dưới bỏ đi và lật lên. Vậy thì ở phía dưới này lật lên chúng ta được đồ thị nó như thế nào? Ở đây thì thay đổi một tí, ta xét hàm ft cho nên ta thay cái trục ox thành cái trục ot. Và ta thay cái hàm y bằng fx này bằng cái hàm y bằng ft. Và chúng ta thực hiện phía dưới lật lên, phía dưới lật lên, tức là đối xứng với nhau qua trục Ox. Còn toàn bộ cái phần đồ thị phía dưới chúng ta bỏ, chúng ta không lấy. Đó, đây là cái đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối fx. Còn bây giờ ta phải vẽ tiếp
cái đường thẳng Y bằng T. Y bằng T là đường phân giác góc thứ nhất. Và vừa rồi có nói rằng T của chúng ta không âm, tức là chúng ta chỉ lấy trong cái phần nửa trục dương của OT thôi. Và ta vẽ cái đường thẳng, đường phân giác góc thứ nhất. Thế thì ta thấy rằng cái đường thẳng này cách đồ thị của hàm Y bằng trị tuyệt đối Fx tại 4 điểm. 4 điểm, điểm thứ nhất của chúng ta mang hoàng độ là A. Như vậy thì ở đây I bằng A, đó là một nghiệm T bằng A. Như vậy thì chúng ta có ngay T bằng A, mà T xin lưu ý chúng ta đặt là trị tuyệt đối Fx. Như vậy chúng ta có trị tuyệt đối Fx bằng A, tức là bằng T đó. Như vậy thì ở đây chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái biến cũ là biến X. Chúng ta thay chữ T ngược lại thành chữ X. Chúng ta thay ngược lại Y bằng Ft bằng Y bằng Fx. Và lúc này Fx bằng A, mà chúng ta nhận ra được rằng cái giá trị A này của chúng ta thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1. A của chúng ta vẽ một đường thẳng nằm ngang Y bằng A. A nhớ rằng nó đi trong khoảng từ 0 đến 1, cho nên cái đường thẳng của chúng ta nó nằm ngang ở cái vị trí này, nó bé hơn 2. Và chúng ta đếm, chúng ta thấy đường thẳng Y bằng A cách đồ thị Y bằng trị tuyệt đối Fx tại 6 điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy phương trình này của chúng ta có tổng cộng là 6 nghiệm. Một cách tương tự như vậy, chúng ta thấy đường thẳng còn cách đồ thị tại điểm có hoàng độ bằng B. Và B này của chúng ta vẫn tiếp tục thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1, nghĩa là trị tuyệt đối Fx bằng B. Và ta vẽ tiếp tục một cái đường thẳng Y bằng B nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1, nghĩa là nó vẫn nằm dưới con số 2. Và tiếp tục cách đồ thị hàm số đã cho tại 6 điểm, nghĩa là phương trình đã cho có tổng cộng 6 nghiệm. Chúng ta thấy rằng đường thẳng chúng ta còn cách điểm thứ 3 tại điểm có hoàng độ bằng C. Và C của chúng ta bây giờ nó thuộc vào cái khoảng từ 1 đến 2, nghĩa là phương trình Fx bằng C xem thử có bao nhiêu nghiệm, bằng cách ta vẽ đường thẳng Y bằng C vẫn còn bé hơn 2, C bé hơn 2, và vẫn tiếp tục cách đồ thị tại 6 điểm, nghĩa là phương trình của chúng ta có 6 nghiệm. Thế rồi bây giờ đường thẳng Y bằng T còn cách đồ thị thêm tại một điểm thứ 3 mang hoàng độ là D. Và chúng ta nhận ra được rằng D của chúng ta lớn hơn 2. Vậy thì cái phương trình Fx bằng D, trị tuyệt đối Fx bằng D, muốn biết có bao nhiêu nghiệm, ta vẽ một đường thẳng Y bằng D. Lúc này D lớn hơn 2, tức là đường thẳng của chúng ta nằm trên, phía trên số 2 này. Và khi đó thì đường thẳng chỉ cách đồ thị tại đúng 2 điểm, tức là phương trình của chúng ta có 2 nghiệm. Vậy thì tổng cộng ta có được 6, 6, 6, 2, cộng lại chúng ta có được tổng cộng là bao nhiêu? 20 nghiệm tất cả. Đó. Vậy thì thông qua cái bài giảng mà chúng ta vừa theo dõi, thì thầy muốn giới thiệu cho các em cái đồ thị của hàm số chứa trị tuyệt đối. Và thông qua đó chúng ta cũng có dịp để mà ôn lại một số những cái phép tịnh tiến đồ thị. Và thông qua đó thì chúng ta cũng ôn lại được một số những kiến thức liên quan đến khảo sát hàm số, đó là cực trị, đó là dùng đồ thị để biệt luận số nghiệm của một phương trình. Thế bây giờ bài giảng của chúng ta, bài học của chúng ta ngày hôm nay đã hết. Thầy thân ái chào các em.